Giao tiếp cá nhân thì tiếp tục là những clip vui là chính và phục vụ nhu cầu giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi dành cho anh em. Thì hôm nay hiện tại tôi đang có mặt ở chiến trường, là chiến trường Hiệp Lộ, một trong những chiến trường có thể nói là rất là đông anh em tham gia, toàn những hàng VIP thôi. Thì cái nội dung chính ngày clip ngày hôm nay thì tôi sẽ soi đồ, hay chính xác hơn là soi kim xà bảy của những đại gia mới úp được một thời gian thôi. Thì đầu tiên tôi muốn soi cho anh em đó là Thiếu Lâm Quyền nguy hiểm và anh sở hữu ở trên mình sẽ kim xà bảy rất là ngon, kim xà bảy full cộng 14 và nguy hiểm full đá bảy rất là đẹp trai. Rồi văn sức cấp 3 và cũng đã hóa cảnh rồi. Thì muốn soi cho anh em chủ yếu là cái kim xà có thể nói là hai món áo choàng và huy chương thì mắc đẹp rồi, anh em thể thấy. Vâng, áo choàng mắc óp 3,5 dòng, nếu như cái linh hoạt mà đổi thành nội công thì rất là tuyệt vời rồi, và cái đó thì nó thay bằng cái huy chương rồi, huy chương thì khỏi bàn rồi anh em. Rồi cái giày cũng rất là đẹp. Rồi tiếp tục soi cho anh em một Thiếu Lâm Quyền tiếp theo, ông giáo à không, đến ác tiếp theo đó chính là Minh Giáo Bút, Mr. ông giáo. Vâng, ông giáo sở hữu trên mình sẽ kim xà 6 ngoại cũng rất là đẹp. Đây, đây đã full phòng thủ bạo kích 48, có lẽ là sắp tới có thể anh sắm vô song chiến thần vào thì nó sẽ rất là đẹp trai rồi. Đấy, anh em có thể thấy một nhân vật tiếp theo mà tôi muốn đề cập tại đây đó chính là Thiếu Lâm Quyền mắt men gì đó, anh cũng sở hữu trên mình sẽ uy hiểu tướng và full đá bảy rất là đẹp trai, hóa cảnh cũng là 5-60 mạnh. Còn kim xà bảy của anh thì không đẹp bằng của nguy hiểm, nhưng cũng đã có hai món sinh lực 25k rất là trâu bò luôn. Một món anh em thấy là full bạo kích 32, full cả nội công và cái huy chương khá là đẹp. Nếu anh đi theo full bạo kích thì lượng bạo kích của anh có thể đạt tới khoảng 320 đến 330 điểm, thậm chí hơn 330 điểm nếu có cả hiệu bạo kích. Mà cái giày thì sinh lực 15k. Tiến cấp mật tịch 110 thành 4 phụ lục, mật tịch rất đẹp. Bạo kích cũng thêm 40 điểm. 60 chứ không phải 40, sorry anh em. Vâng, nhắc tới kim xà 7 lên sớm thì không thể nhớ à, không nhắc tới Thủy Yên Vũ Tiên Killer. Anh em có thể thấy cái kim xà của chị có thể nói là gần như là mắc rồi, có hai món mắc 3,5 dòng là áo choàng với cả huy chương. Anh em thấy là full sinh lực 25k này, gần cốt 118 điểm này, phòng thủ bao kích 48, sinh lực tăng 32%, quá là tuyệt vời luôn. Vâng, còn cái giày thì khỏi bàn luôn, anh em có thể thấy cái giày quá là đẹp. Anh em có thể thấy là từ khi mà ra kim xà 7 ấy, thì rất nhiều cao thủ, rất nhiều đại gia tẩy kim xà 7 rất là hên. Có lẽ là tôi nghĩ là một chiến thuật của Vinagame để khi mà anh tẩy kim xà lên ấy, nó mang tỷ lệ cao để khiến cho cái người những người chuẩn bị úp kim xà 7 người ta có niềm tin hơn, động lực hơn. Rồi anh em thể thấy trên màn hình là Dương Gia Thương Chí Dũng. Vâng, Chí Dũng tẩy cũng rất ngon, gân cốt này, sinh lực là ủa mắc binh. Vâng, mắc bình thì nó hơi sai nhưng mà rất là đẹp. Cái huy chương này, đang gân cốt này. Rồi, phòng thủ bảo kích này. Và giới thiệu qua. Đây, đây cũng là một trong những ác có thể nói là lên kim xà cũng rất là đẹp. Vào đang kiếm của Dũng, Dũng nói gì. Huyền thoại đã bán ác Minh Giáo Bút để nghỉ game, đầu tư con đứa con tinh thần này thôi. Kim xà tẩy cũng rất là tuyệt vời, vừa có nội công vừa có linh hoạt mắc luôn, phòng thủ bảo kích con này mà đeo vô song chiến thần thì không phải bàn nữa anh em. Dương Gia Cung biểu ca cũng là một trong những Dương Gia Cung thuộc hàng tốt của Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Đó, chúng ta cùng xem cái kim xà của anh. Kim xà của anh áo choàng tẩy cũng tương đối là ô, phòng thủ bảo kích có để mặc vô song chiến thần, thể nói là hai món phòng thủ bạo kích 48 điểm. Đấy, cũng khá là ổn rồi. Cái giày thì tăng suất chiêu 15%, cái giày rất đẹp rồi. Vâng, anh em có thể thấy cái chiến trường Hiệp Lộ ngày hôm nay rất đông. Không hiểu sao mày đông như vậy.
À đúng rồi, thì như là trên trường hiệp đội như là đã giảm xuống số lần đi chỉ còn một lần trên ngày, là chỉ còn vào buổi tối thôi thì phải. Thì trong quá trình đi hiệp đội thì tôi cũng sẽ soi đồ cho anh em, soi kim xà, nhưng sẽ kim xà đẹp của các ác cho anh em. Tổng hợp nhưng ác hiện tại hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 2020, kim xà 7 ra mắt thì rất nhiều các dân chơi đã tẩy cũng như là lên đồ rất là đẹp rồi. Và nhiệm vụ của tôi ngày hôm nay thì không phải là đi để đánh nhau, mà quan trọng là tôi gây anh em thấy hiệu ứng choáng chưa? Hiệu ứng choáng đến từ skin yếu quyết cao cấp của võ lâm kiếm. Rồi. Bên này thì có ngây ngô. Ngây ngô đó chính là vợ Dương gia cung gió là phải. Hiện tại thì anh cũng đã lên chuyển sinh 19-9 rồi. Cuối cùng thì anh cũng đã lên chuyển sinh 19-9. Rồi HP à, ở đây à. Rồi choáng chưa anh em nhìn thấy chưa? Rồi healer rồi. Healer quẩy vào chỉ 3-4k máu thôi. Có thể nói võ đang kiếm rất chậm. Ôi tôi. Tôi can bình máu cho nó chắc cú anh em ạ. Đoạn kia anh em, thiếu kia nào sút đi. Ui tôi xong tôi rồi. Chiều máy rất căng. Mất cái LT rồi anh em ạ. Anh em nhìn thấy hiệu ứng choáng không? Có tỷ lệ 43% gây choáng, kể cả có kháng hiệu ứng nhá thì vẫn có tỷ lệ 43% gây choáng. Mày kịp thời tôi biến đi nhá. Ôi gần đi. Thiên nhập ủ. Mày quân ta hơi yếu rồi, bên kia hơi mạnh rồi. Để có xem rồi. Không có rồi. Rồi mày bị tàn áp quá rồi. Vẫn có cơ hội anh em nhé. Xong rồi tổng môn cho nó. Đi nó. Ý, choáng kìa. Choáng kìa. Hiệu ứng của Nam kiếm nó khá à, của võ đang kiếm nó khá thốn nha các bạn. Nhìn thấy chưa? Mấy thằng ui bơ nơ nơ này. Nói nhau. Sức bơ đấy. Giết rồi. Từ từ tôi ăn cái mana lên đã xong rồi tôi tiếp tục chiến đấu.
thì tôi là chỉ có được 50% hiệu ứng, kháng hiệu ứng của ấy thôi anh em. Được anh em. Ủa mày thế, may mình trâu bò anh em ạ. Ôi ôi nó thảm kìa. Ơi ơi, may mình trâu bò làm bè được đấy anh em ạ. Ui 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 ui, mày thế không hết mẹ mana rồi. Đây, cái toa rồi còn gì anh em. À mana nó vẫn đang lên nữa. Đây rồi, mana nó rồi. Ui, thôi ăn dồn rồi, bị dồn ép rồi anh em. Mặc dù bên này rất đông nhưng mà bên kia toàn những cao thủ thôi. Nhanh đâu. Ăn nọ máu cho nó chắc hết kia. Đi đâu thế. Mana mà à, liên tục. Choáng kia, choáng kia. Ui, có con nào nó hồi máu ấy. Có con ngay mình kiếm một cape theo nó hồi máu ấy. Đấy nhau, đẩy lên rồi. Một phái đêm đến từ thiếu âm trượng. Chắc là ở đây ạ. Chết chết mẹ tôi rồi. Chết mẹ thôi luôn. Cảm ơn anh chị. Ôi đồng thế. Ui trời ơi. Ui thế con. Nào yêu cổ của mình là mình ấy nào. Ui chị bịt mẹ vãi lộn. Nói chung là đánh không để cho bị để đánh rồi. Đánh cho bị để hết các cái kia thì không một tí nào. Đấy, choáng đi, choáng đi, anh em. Killer choáng đi. Mẹ mình đều có khi là tôi phải chuyển qua. Đấy thôi, chuyển qua thôi rồi. Mày quá, ác mình nó trâu. Ác quên hẳn, ác này nó trâu. Anh em từ để tôi đeo cái áo kháng hiệu ứng đã. Thì cần ngay. Rồi ok. Cảm tạ anh nhé. Được. Đúng rồi, sút hay lắm bạn. Không xóa này. Đây đi. Không kịp.
tiếp tục anh em. Ủa cả rồi quần kìa. Cái gì ra là ăn ngay hiệu gì điên rồi. Nhưng mà không có mình được ý của tôi. Vãi cả rồi. Lên máu kịp. Xong rồi. Có liên tục kiểu ủi ồ nào ra thấy ạ. Nhìn nào con này. Vãi cà rồn này. Anh em nhìn nào. Con lục chít cà mà châu. Cái châu điên đặc. Cái này lên kia xa bệnh chưa. Ui. Rồi lên kia xa bệnh. Mắc bình à, chưa mắc bình thì ý con châu vãi chắc đi. Bảo nào. Để mình giải quyết cho nào. Hết mana rồi đang không? Đi kia một tiệm mạnh quá. Quán kìa. Ui giời, đánh phải game. Tăng cái mana cho nên chắc đấy nhỉ. Đồng thế mày lực lượng sợ thật. Không tăng kịp. Anh em thấy là điểm số hiện tại bên Liêu là 1.000 và bên Tống là 1.004. Mặc dù là bên Liêu mình không mạnh nhưng đánh khá là đoàn kết. Bên Tống thì là sự xuất hiện của nhiều ngôi sao hơn, anh em hơn. Ra phát là choáng vãi cả rồi nhưng mà không ăn được. Mình kiểu đồng lắm. Ủa, thẳng ui vãi cả luôn. Vừa lên phát đến gì.
Thôi chú Du vô sóng chiến thần. Anh cũng đã lên Kingdom cũ rồi anh em ạ. Và anh cũng đã lên Team Xà Bơi rồi. Phải cả rồi. Oh wow. Không sao. Phải rồi, hẹn anh em clip khác nhé.